Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh của chuyên gia tranh cãi Thành Lê USA mình một lần nữa nha Và lần này mình sẽ thời sự cho mọi người biết về cái gói gọi là không có gói gì hết Tại vì sớm giờ mình đã cập nhật khá là nhiều về tiền stimulus rồi Bây giờ mình sẽ nói về cái phần khác Đó là cái phần nếu như mà không có cái gói 908 tỷ trong năm 2020 thì hậu quả nó khủng khiếp như thế nào thì mình tin chắc là mình không cần phải nói đâu, chúng ta cũng đã thừa hiểu hậu quả khủng khiếp của nó là như thế nào rồi Trước tiên, á, cái điều đầu tiên, kiên quyết đầu tiên á, là chúng ta sẽ không có tiền à, Dĩ nhiên, chúng, nếu như mà chúng ta còn đi làm thì chúng ta cũng có tiền Nhưng mà cái idea ở đây là gì? Mọi người nghĩ xem, những anh chị bao nhiêu chục triệu người bị thất nghiệp Họ sẽ không có được cái phần uh, extra 300 của chính phủ liên bang Tức là họ sẽ không có được một ngàn mấy thêm một tháng Thay vì một tháng, nếu mà có extra 300 là họ sẽ được hai ngàn để họ họ trả tiền bills bị tiền nhà tiền xe nuôi con cái gì đó chứ này họ chỉ được ăn tiền của tiểu bang hai ba trăm một tuần tức là một tháng ngàn mấy hấp cháo còn không đủ nữa thì lấy đâu mà trả tiền bills cái đó chưa kể là gì nếu mà những anh chị nào mà không may bị thất nghiệp từ đầu năm tới giờ là họ sắp bị hết bị cắt tiền luôn tới đó họ còn thảm nữa sẽ không có tết cái phần khác cái gì không tiền của chúng ta là chúng ta sẽ không có được cái phần mà một ngàn hai free À, đáng ra mọi người nghĩ xem một gia đình có thể có ba bốn ngàn đô à, tùy để mà gọi là xào tết chơi chẳng hạn cái này không không có luôn mà ba bốn ngàn đô nói ít thì không ít mà nói nhiều thì không nhiều à, nhưng mà nói nói chung là gì nó có thể cứu cấp dân hồ được nó có thể trả tiền nhà tiền bưu tiền xe tiền everything mà không phải chúng ta ở đây chúng ta có ý mình đang nói chúng ta có nghĩa là bao nhiêu triệu con người trên đất mỹ này à. Đó, rồi <laughs> cái hậu quả nữa là gì bao nhiêu doanh nghiệp sẽ bị đóng cửa tại vì mọi người nghĩ xem bây giờ đa số có rất là nhiều tiểu bang nó bị lót đau nó đóng cửa lần nữa chính như càng ngày nó sẽ càng đóng cửa thêm nữa mặc dù ông tổng thống mỹ không có quyền đóng cửa nhưng mà vì thống đốc tiểu bang có quyền đóng cửa tiểu bang của họ và bây giờ thì cũng có khá tiểu bang khá, khá thành phố nó bắt đầu nó siết 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 lại vấn đề nằm ở chỗ đó, đó. nó siết lại nhưng mà dịch vẫn cứ bùng phát mọi người xem tin tức coi. À, cái biểu đồ mà uh, lây bệnh của nước Mỹ là nó ngang tràn vậy nè Hay là nó lên, lên vậy nè Mà đâu phải nó lên ở mức thấp 170.000 ca, 180.000 ca, 200.000 ca Giờ nó cứ lên lửng, nó không có súng gì hết Rồi, Nếu mà tính theo thời gian á Nga Là mỗi 1 phút có cả 144, 145 người bị lây bệnh Tức là mọi người xem video này xong có cả 1.000 người uh, Mỹ bị lây bệnh Và cứ 30 giây thì có 1.000 người Mỹ bị ra đi Đó, Mọi người thấy không? thành ra mặc dù là các tiểu bang nó dùng đủ biện pháp hết nhưng mà nó vẫn tiếp tục với lây bệnh dịch bệnh vẫn cứ bùng phát tại vì dịch bệnh bùng phát cái nó lại càng siết nữa nó càng đóng cửa nữa các doanh nghiệp nó lại càng chết dở nó tại vì nó không thể mở cửa được nó không thể uh, kinh doanh được tại vì người ta thứ nhất là người, người ta sợ ra đường thứ hai nữa là ra đường không cần thiết mà dịch bệnh của nào quá quá ta ngán thứ ba nữa là tốn tiền cái ông thứ tư nó là gì chính quyền thành phố Tây bang không cho nó mở cửa để đi kinh doanh <laughs> mà đâu phải chỉ có một vài nơi hàng chục hàng trăm ngàn cơ sở trên toàn nước mỹ hàng triệu cơ sở trên toàn nước mỹ rồi mọi người nghĩ nó bao nhiêu tiền ở trong rồi và mấy cái cơ sở đó nó có mỗi một cơ sở mà có chỉ cần vài chục nhân viên thôi rồi mọi người nghĩ là bao nhiêu con người ở trong rồi đó thành Gá mà tất cả những cái điều đó đâu phải là phần cần phải qua năm sau nó mới xảy ra nó xảy ra liền trong vòng nó xảy ra liền bây giờ nè hai hôm trước uh, có, trong vòng có một hai tháng qua giờ sắp tới nó còn nặng nữa tại vì tình hình cái diễn biến uh, dịch bệnh nè càng ngày càng phức tạp tức là càng ngày nó sẽ càng tăng cao cái càng ngày sẽ càng có nhiều tiểu bang nó siết lại nữa cái nó tạo thành cái hiệu ứng di tiền là di truyền là gì nó siết lại cái cơ sở không kinh doanh được người dân không có tiền không có việc tại vì muốn kiếm việc cũng chỗ đâu kiếm nó đóng cửa hết rồi sao kiếm. Cái người ta lại không có tiền, phải à, không? Cái người ta lại uh, không có xài tiền mà không xài tiền cái lại cơ sở nó lại không kinh doanh được rồi xong. Trong khi đó là gì? Không có gói hỗ trợ kinh tế. Mà cái nếu mà cũng chưa đủ uh, giả men nó chưa đủ sốc nữa. Đó. Từ ngày sau năm 2020 này nè, tức là cỡ 3 tuần nữa. Cái Vision môi thôi hết hạn mà những cái người hiện giờ có bảy tám triệu người họ, họ đang uh, có nhà là tại vì họ có chỗ ở là tại vì họ có được cái sinh mô thôi mà nó chưa hết hạn một khi nó hết hạn là những người đó sẽ đối diện với nguy cơ bị đuổi tại vì họ bị thiếu tiền nhà quá nhiều và họ không có khả năng chi trả nữa và cái uh, bao nhiêu triệu người uh, thiếu tiền nhà à, rồi cái uh, quản tiền học sinh viên rồi uh, những cái khoản tiền khác à, bao gồm cả tiền thất nghiệp luôn À, vậy bao nhiêu cái điều khoản khác nó uh, trong cái gói hỗ trợ khi xác nó cũng đều sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 hết ừ. và để mà gia hạn thì cũng khá là dễ thôi á à, để để mà giải quyết những cái tình huống đó cũng khá là dễ vấn đề là nước Mỹ cần phải có một cái gói hỗ trợ kinh tế Và dĩ nhiên là nước Mỹ cần có gói hỗ trợ kinh tế rồi đó Vấn đề là gì Cái gói hỗ trợ kinh tế đó hiện giờ nó chưa xảy ra Giờ tình hình chắc nó cũng khó xảy ra Uh, wow. tại vì đơn giản là mọi người biết ba bốn tuần nữa là xảy ra xảy ra một cái vấn đề gì nữa không đó là chính phủ mỹ sẽ chiến đấu với nhau hay còn gọi là cuộc chiến dương quyền dựa vào cái video mình đặt tên cách đây cỡ 5 tháng gì trước tại vì cái tiểu bang georgia nó sẽ có một cuộc bầu cử run off mà trong cái video trước mình đã nói rồi ai thắng bang georgia mà thắng cả hai ghế luôn nếu mà đảng dân chủ thắng cả hai ghế luôn thì họ sẽ nắm quyền kiểm soát thượng diện trong trường hợp đó họ có thể có một cái kẻ hở để mà họ thúc đẩy cái gói hỗ trợ kinh tế khổng lồ của họ năm 2021 nhưng mà cơ bản là người dân Mỹ cũng phải chờ qua tới năm 2021 và nước Mỹ phải chờ qua năm 2021 còn mặt khác đảng Cộng hòa thắng á dĩ nhiên đảng Cộng hòa sẽ chia giữ quyền kiểm soát thượng diện thì khi đó có thể ngăn chặn đảng dân chủ tác quay tác quái ngăn chặn như dân chủ tăng thế ngăn chặn đảng dân chủ đảo ngược những chính sách dưới thời ông tổng thống trump chẳng hạn nói chung là có thể ngăn chặn lại đảng dân chủ một mình một cõi trong trường hợp đó thành ra nó lại xảy ra một cái tình huống là gì bây giờ hai bên người ta lại dẹp cái vấn đề mà qua uh, giải giải quyết cái cái gói hỗ trợ kinh tế quan bên à, mặc mặc dù lên báo đài thì họ nói là hai bên đang đàm phán vậy đó nhưng mà đó nó chỉ là giải pháp mà gọi là giải pháp uh, quần chúng không? tức là lên họp báo nói chuyện chứ thực chất là gì cái gói hỗ trợ nó rất là nhỏ và hiện giờ nó cũng chưa có ngã ngủ nữa mời quốc hội mỹ lại sắp đi chơi rồi chưa kể là trong vòng 5 ngày tới ngoại trừ cái việc mà họ đi chơi rồi còn gì nữa họ phải giải quyết cái gói ngân sách Tại vì nếu mà không có giải quyết ngân sách trước ngày 11 tháng 12 thì nước Mỹ sẽ bị đóng cửa. Wow khi mà nói tới nước Mỹ là mình có thể nói ba ngày ba đêm mà vẫn chưa hết chuyện đó. công nhận đúng mặc dù mình rất là yêu nước Mỹ ok vấn đề mình rất là yêu nước Mỹ nhưng mà cái gì mình đang nói những chuyện đang diễn ra trước mặt chúng ta luôn ok nếu mình không nói cũng có người khác nói bởi vì mình nói mình nói cho anh chính xác ha thành ra bây giờ những cái gì mà mọi người chúng ta thấy là cái gói hỗ trợ này gói hỗ trợ kia thì xong rồi hai bên cái ha hai bên đổ lỗi lẫn nhau hôm rồi mọi người cũng thấy là bên đảng dân chủ đổ lỗi qua đảng cộng hòa không thông qua gói hỗ trợ thì sẽ nước mỹ sẽ bị suy si rồi vân vân sau đảng cộng hòa đổ thừa lại đảng dân chủ đã tại vì đảng dân chủ chẳng hạn như bà nancy pelosi không có thông qua gói hỗ trợ theo đề xuất cách đây mấy tháng gì trước thành ra nó mới ra nông nổi như ngày hôm nay ôi nói chung là cứ đổ thừa đổ thừa lại vậy đó trong khi cái mục đích chính là gì cuộc bầu cử bang Georgia à, tại vì đó mới gọi là phần thưởng đối với họ tại vì bây giờ cái cuộc bầu cử lớn nhất của năm nay là ngày 3 tháng 11 nó qua rồi không những ông nào thắng thắng những bà nào thua thua rồi thành ra chỉ còn có bang Georgia là họ phải xử lý lợi thôi để mà, mà cái <laughs> nguy hiểm nữa là cái bang Georgia lần này nó là quyết định cán cân quyền lực nữa thành ra nó rất là nhiều cái yếu tố ở đây nhưng mà có một điều chắc chắn là gì nếu không có gói hỗ trợ kinh tế là nước mỹ sẽ bị suy si thoái vào đầu năm 2021 bởi vì mọi người cẩn thận nha Fingal Cost hy vọng sẽ có hỗ trợ kinh tế bao nhiêu cũng được tốt nhất là vài trăm tỷ cũng được hay là tốt nhất là càng lớn càng tốt thôi video đi dài xin chào tạm biệt mọi người nha xin you bye bye